nghiệp tại Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa. Thì hiện tại thì công trình này đã thi công được khoảng 7 đến 8 ngày rồi, trong đó đã mất 1-2 ngày làm mưa. Thì với cái lượng nhân sự hiện tại đang bố trí công trình là 4 nhân viên, 4 anh em nhân công. Đó, thì công trình này là công trình mà sử dụng hệ khung kèo hai lớp siêu nhẹ rắc Boscope và sử dụng ngói màu công nghệ Nhật Bản của Nakashima, một cái thương hiệu ngói rất là nổi tiếng ở khu vực Bắc. Thế thì bây giờ thì tại anh em cũng đang quá trình hoàn thiện nốt, thì các bạn nhìn thấy là cái phần khung kèo mái ngói anh em đã lập ngói gần 70% rồi. Hiện tại là anh em đang còn được 2 vị trí ngói lập kiện, 2 mặt hồ và 1-2 đợt bò nữa thôi. Thì dự kiến thời gian thi công của anh em sẽ khoảng độ chiều nay và buổi sáng mai. Đó, thì về cơ bản nó sẽ hoàn thành. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở bên trong để các bạn theo dõi nhé. Cái mục tiêu ở trên tầng áp mái này là chủ nhà không có ý tưởng sử dụng không gian trên cái tầng áp mái này, dẫn đến là chủ nhà chỉ bố trí cái lỗ thang bộ chứ không làm cầu thang bộ. Đó, thế thì kết hợp với lại cái nhu cầu mục đích của chủ nhà thì anh em đã thiết kế tính toán được cái phương án thi công của nó là gì, sử dụng cái kết cấu kèo hai lớp loại như thế này, các cái thành kèo hai lớp là gồm gì? Lớp thứ nhất là lớp kèo và lớp thứ hai là lớp bê tông và lớp lợp ngói. Thì cái thanh kèo ở đây này, các bạn nhìn thấy này, thanh kèo này là thanh TC 7577. Thanh TC 7577 là gì? Tức là cái thanh 75 này là chiều cao lưng của nó là 75 mm, và 7577 tức là 0.77, tức là chiều dày của nó là 0.77 ly. Và cái thép này là thép của thương hiệu Jack Boscope. Đó, ở đây thì mình giới thiệu với các bạn đây là cái phần mà liên kết giữa cái phần bộn kèo và cái đồng. Kết cấu là gì? Mình sử dụng cái thanh bản mã góc. Đây các bạn nhìn thấy, đây là cái thanh góc bản mã góc. Hình chữ L nhé. Đây là thép dày mã kẽm. Độ dày của nó khoảng 1.8 mã kẽm. Đó, thế thì liên kết giữa bản mã và trần bê tông anh em sẽ sử dụng cái ngân bu đông lở là inox. Đây các bạn nhìn thấy đây. Inox này inox dày 10x8 thôi. Thì cái phần chìm sâu trong cái phần bê tông nó rơi khoảng 6 phân. Đấy, thì cái con lở này rất là chắc chắn, được kéo để nhổ con lở lên nó phải tầm vài tạ đấy. Thế còn vị trí ở này là cái vị trí góc để mà chúng ta sẽ căn chỉnh được cái độ cao sang phải sang trái lên xuống. Sau khi khóa thì vị trí thì anh em sẽ bắn cái con vít này vào đây để mục đích là chọn là cái vị trí chính xác để mà bắn vít. Thì khi mà đã hoàn thiện lắp đặt như này xong, và mỗi một cái kèo chúng ta sẽ có từ tùy chiều rộng của kèo nó sẽ có từ 3 đến 5 đến 7. Đây các bạn nhìn thấy kia là các vị kèo tiếp theo này. Đấy, thì tất cả các vị trí liên kết này nó sẽ liên kết toàn bộ cái hệ thống kèo khung kèo này với hệ thống trần. Và mỗi đây là một kèo nhé, và các cái kèo còn lại cũng tương tự như vậy. Thì toàn bộ hệ thống kèo này sẽ được liên kết rất là chắc chắn với lại hệ thống trần bê tông. Và ở trên vị trí cái kèo này, các bạn nhìn thấy đây, khoảng cách giữa các kèo này trung bình là 1m1 một kèo. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trung bình 1m1 một kèo. Thì 1m1 đến 1m2 trên cái cánh kèo anh em sẽ bắn thanh video luôn. Thì với cái tải trọng của bên ngói khoảng độ 3 cân một viên, tức là 1 mét vuông khoảng 3 đến 9 27, khoảng tầm 27 kg thôi. Thì cái kết cấu này là hoàn toàn yên tâm. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì chúng ta thấy ra là những anh em thợ thi công của bên mình trong cái thi công có giảm đi lại cắt ngói lên tầm cái khối lượng anh em là tầm 6-70 cân, mà cộng với cột bó ngói nữa, mà giảm lên một vị trí mè vào một điểm, thì con mè này vẫn hoàn toàn chắc chắn và không bị nặng. Đó, thì đây là những điểm rất là chắc chắn. Các bạn thấy thì cũng một chút. Sử dụng cái con vít cao mạng chống nóng. Thì cái thanh nito này nó có dạng chữ TS, dạng chữ Omega, thì cái con vít nó sẽ liên kết ở chân cái thanh Omega này, hai bên chân Omega này. Và cái đầu vít nhọn nó được giấu ở trong cái phần khung kèo bê tông nó khi mà sử dụng ấy, khi mà gia chủ đi lên đây thăm mái nó không gây nguy hiểm. Đó. Về ngói thì ở đây là sử dụng ngói Takashima, ngói bê tông sơn có sợi da cường để đảm bảo tăng tính cường độ và sơn chống thấm và sơn mỏng. Thì các bạn nhìn thấy là anh em nó lở. Thì đối với công trình này thì anh em đã sử dụng là hai con vít, các bạn nhìn thấy đây hai con vít này, mỗi viên ngói bắn hai con vít. Thì tùy mục đích sử dụng chúng ta có thể bắn một hoặc hai con vít đều được. Đó, và anh em lợp là lợp theo loại so le, các bạn nhìn thấy nhá. Đây hàng ngoài trên
cái giáp danh ra bên ngoài đây, hàng ở dưới này giáp danh nó sẽ lệch tích rắc sang đây này. Đây là dạng lạp so le, cái cách làm này nó sẽ tăng cái độ an toàn để việc thoát nước tại vị trí giao nhau giữa hai bên ngoài. Đó. Đấy thì vừa rồi thì mình có giới thiệu qua các bạn về mặt tổng thể, như vậy chúng ta thứ nhất là chúng ta nắm được về kết cấu và sử dụng hệ khung kèo hai lớp DC 75 mạnh là khung kèo và khung mềm là thép 42 thép sử dụng là thép giáp với scope. Các bạn có thể nhìn thấy trên thép các thương các hàng thông tin là lồng dọc các cái thương hiệu thép này, này các bạn nhìn thấy đây thép giáp với scope đây đó, và đây thông số của thanh đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì đó mình sẽ quay về vài thanh kèo giáp này đó DC 75 đó. Ok, và tất cả liên kết thì nó lại một lần nữa, các bạn liên kết ở đây là đều sẽ bằng liên kết, không nên bị xét. Đó.